Thưa anh chị em, đất nước chúng ta quá nhiều những nấm mồ đang chôn vùi tương lai của chúng ta cũng như của con cái chúng ta mà chúng ta đang phải đối diện. Đó có thể là sự ác tác chết trong trách nhiệm công dân của mỗi chúng ta. Sắp tới đây chúng ta sẽ tham gia bầu cử quốc hội. Việc bầu cử như anh chị em biết xưa nay trong đất nước này là đảng cử, dân bầu. Đảng đã sắp đặt tất cả mọi vị trí trong quốc hội. Chúng ta chỉ đi bầu cho có lệ mà thôi. Vậy chúng ta hãy làm thế nào để thể hiện tư cách của một công dân có trách nhiệm, chứ không thể chúng ta bó mặt cho một nhóm người thích lèo lái đất nước và dân tộc đi đến đâu thì đi. Như thế là chúng ta đã không sống trách nhiệm công dân, thưa anh chị em. Những nấm mồ ấy có thể là sự dửng dưng đối với vận mệnh của đất nước. Đó có thể là lối sống mang nặng tính cá nhân chủ nghĩa. Đó có thể là những chính sách xã hội sai lầm, không vì dân vì nước, nhưng chỉ vì lợi ích của phe nhóm, của những người cầm quyền. Tắt một lời, có quá nhiều những thực tại, thưa anh chị em, đang đe dọa giống nòi, đang triệt tiêu sức mạnh của cả dân tộc với 4.000 năm lịch sử, mà trong đó chắc chắn có lỗi của từng người chúng ta đã vô tình, vô cảm với vận mệnh của đất nước. Thưa anh chị em, những ngày này cách đây 41 năm trước, đất nước chúng ta bước vào một giai đoạn mới. Chắc chắn, trừ những người trẻ sinh sau biến cố 1975, những ngày này là những ngày mà rất nhiều cảm xúc đến trong chúng ta, đặc biệt những anh chị em lớn tuổi đã trải qua những giây phút đau đớn của những năm 1975. Những cảm xúc hôm nay có thể đang ùa về với chúng ta, có thể đó là những cảm xúc của sự sợ hãi, đau đớn, làm cho chúng ta cảm thấy đôi khi rất muộn phiền. Đối với bản thân chúng tôi đến từ nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, cho nên cũng có thể nói tôi đến từ bên thắng cuộc. Chúng tôi cũng đã có lúc, thưa anh chị em, vui vì cuộc chiến phi nghĩa này. Chúng tôi đã có từng được dạy là phải căm thù, phải ghét bỏ những người bị cho là ngụy quân, ngụy quyền. Điều bi đát là những người bị cho là ngụy quân, ngụy quyền, trong đó có cả những người thân của chúng tôi. Hôm qua tôi đi thăm một người anh từng làm lính dù trong chế độ cũ. Bà nghe anh kể rất nhiều những câu chuyện bi đát của thời chiến. Bây giờ có những lúc chúng tôi phải gọi những người ấy là ngụy. Điều bi đát là ở chỗ đó, thưa anh chị em. Nhưng rồi thời gian trôi đi, càng ngày chúng tôi càng nhận thấy rằng chẳng có bên thắng cuộc và cũng chẳng có bên gọi là thua cuộc, mà chỉ có dân tộc Việt chúng ta bị thua trong cuộc chiến tranh phi nghĩa huynh đệ tương tàn. Tất cả chúng ta là nạn nhân của một chọn lựa sai lầm trong quá khứ của bên thắng cuộc, với những hành xử phi nhân tính, những chính sách xã hội sai lầm, cùng với sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng nhưng lại chỉ mãi ăn mày quá khứ, khiến cho đất nước loạn ly, người người ly tán, làm suy yếu nội lực của cả một đất nước, một dân tộc, biến đất nước chúng ta thành một đất nước lạc hậu và nghèo đói như hôm nay tất cả chúng ta đang chứng kiến. Thưa anh chị em, sáng hôm nay khi ngồi suy nghĩ về thời cuộc, về những biến cố đang diễn ra rộng khắp trên quê hương đất nước chúng ta, chúng tôi bắt gặp được bài thơ của một người con Việt Nam quê hương miền Trung. Khi chứng kiến cảnh cá chết hàng loạt trên dọc bờ biển miền Trung do sự tác trách, do sự vô trách nhiệm của con người, tác giả đã viết những vần thơ đau đớn nước mắt. Bài thơ ấy có tựa đề Với Biển Miền Trung. Tôi xin đọc những vần thơ đau đớn của một người con Việt Nam mới cảm tác khi chứng kiến đất nước rơi vào họa xâm lăng. Ai khóc dùm cho biển một lời không, ai trả lời đi biển mình sao vậy. Ai thấy gì không, biển đang chết đấy, biển còn oằn mình vọng mãi tiếng cầu vang.
miền Trung ơi nắng cháy mưa ngàn, biển bạc thấm thương cho vàn thứ cá, đánh bắt gần xa cá về ấm già, giờ chết bạt ngàn cá chết bởi vì đâu. Dân chết trong lòng đỏ mắt nhìn nhau, thuyền đậu tàu neo lưới chài đem cất, cá gom về chôn đầy trong lòng đất, bến cá thuyền về không ít ý ới chào mua. Biển miền Trung cá nằm chết đau chưa, oan ức lắm dân lầm, dân làm chi nên tội, ai 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 gây ra bao tội lỗi, không lẽ trời gây nông nỗi. Trời ơi, phóng rắn vô nhà rước giặc về chơi, đổi đất bán mua cho vừa lòng giặc, ích tắc làm vua dân tôi chết chắc, nhục nhã trăm đường trăm thứ đều lo. Ai lập đàn trời kêu cúng để cho nước sạch lại như thời vua từng lập, ai sẽ kêu oan nói lên điều đau nhất, hay dân mình nói vãi để chỉ mình nghe. Anh chị em, những lời thơ đau đớn nói lên cái nguy cơ của một đất nước có một bề dày lịch sử đang bị hỏa ngoại xâm, đang làm chúng ta phải rơi vào một tình cảnh có thể làm thân nô lệ. Hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta không có nhiều giờ để nói về những nấm mồ đang chôn vùi hy vọng, đang làm suy yếu giống nòi và đang đặt tất cả chúng ta, đất nước chúng ta vào trong một hoàn cảnh nguy hiểm với nguy cơ mất nước gần kề. Chúng ta không có giờ để nhắc lại những chính sách sai lầm, những cách hành xử bất công của bên thắng cuộc gây nên những loạn ly, những chia cắt, gây nên cơn hiểm họa diệt vong của đất nước, nhất là trong bối cảnh của thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, với ý nghĩa chỉ cầu nguyện cho sự hòa giải hòa hợp dân tộc, thì chúng tôi thiết nghĩ rằng việc nhắc lại những chuyện không vui sẽ làm cho những vết thương của quá khứ tiếp tục mưng mủ, gây nên những nỗi đau khó có thể hòa giải hòa hợp trong đất nước này. Vì thế mà hôm nay thưa anh chị em, điều mà chúng tôi muốn nói với anh chị em, điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhắc lại với nhau hôm nay, đó là chả lẽ tất cả gần 90 triệu người dân Việt Nam cứ cúi đầu và chỉ dám thốt lên những lời ai oán, ai lập đền trời kêu cúng để cho, ai sẽ kêu oan nói lên điều đau nhất, hay dân mình nói mãi để mình nghe. Chẳng lẽ 90 triệu đồng bào chúng ta lại cứ phải ai oán một mình trong u uất để văn minh đất nước trôi đi không thể kiểm soát được. Chúng tôi nghĩ rằng thưa anh chị em, chúng ta sẽ lại chỉ nói mãi để mình nghe nếu chúng ta tiếp tục vô cảm với vận mệnh của đất nước, nếu chúng ta không một lòng một ý, nếu chúng ta tiếp tục để cho những vết thương của quá khứ chia rẽ dân tộc này, chia rẽ người Bắc với người Nam, chia rẽ những người được cho là thắng cuộc và những người gọi là bên thua cuộc. Tôi rất thích anh chị em bài hát Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ, bằng những ca từ da diết tình cảm quê hương, ông đã nói lên mong mỏi của một người dân đất Việt. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Hải Nam Quan, Hoàng Trù Sa, một nghìn năm giặc phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên tấu con dòng tiên, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ. Chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng dõi giặc Hồng, hãy là ngọn gió đổi thay. Thưa anh chị em, chỉ có sự đổi thay mới làm cho chúng ta vững mạnh, chỉ có sự đoàn kết mới làm cho chúng ta có đủ sức để thắng vượt ngoại xâm. Quê hương mình rồi sẽ ra sao? Đó sẽ là câu hỏi mà hôm nay mỗi người Việt Nam chúng ta, Công giáo hay không Công giáo, có niềm tin hay không có niềm tin, mỗi chúng ta phải đặt ra cho nhau trong những giây phút. Đất nước chúng ta cần một sự thay đổi, thưa anh chị em. Đất nước chúng ta cần một sự hòa giải, hòa hợp đích thực từ cả hai phía, để không còn sự phân biệt vùng miền, trong nước hay hải ngoại, đảng phái, chính trị, tôn giáo,
bên thắng hay bên thua, chúng ta cần quên đi quá khứ đau thương. Trong ý thức dân tộc chúng ta đang bị thua cuộc, tụt hậu so với các nước lân cận, trong đó có cả những nước yếu như nước Lào, Campuchia. Chúng ta đang bị giặc ngoại xâm xâm lấn từng ngày, đe dọa tới sự tồn vong của dân tộc. Đối với những người vẫn tự cho mình là bên thắng cuộc, những bài hát của anh chị em, tôi nghĩ rằng những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng cần phải được đưa vào viện bảo tàng. Bởi những bài hát ấy, mỗi khi được cất lên, sẽ lại có chiều người vui, chiều người buồn, như ông Võ Văn Kiệt đã có lúc nhận định. Cần phải khiêm nhường, nhìn nhận rằng không ai đã thắng trong cuộc chiến phi nghĩa này, mà chỉ có một dân tộc Việt Nam đang bị thua cuộc trong nỗi đau họa mất nước gần kề. Thiết nghĩ đã tới lúc, thưa anh chị em, tất cả mọi người dân Việt Nam, cách đặc biệt những thành phần lãnh đạo đất nước hiện nay, cần phải sám hối lỗi lầm vì đã không làm tròn trách nhiệm của một công dân mang trong mình dòng máu Việt Nam, gây nên thảm cảnh bi đát cho đất nước Việt Nam ngày nay.